Dạ đúng, cầu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì cùng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cửa xích Estin 017, một con mang thương hiệu của Đức các bác nhé, dòng bãi Đức xuất qua Nhật sử dụng và nhập về theo đường hàng bãi của Việt Nam các bác nhá. Đó, con này thì công suất của nó là em cũng không nhớ rõ công suất nữa, nhưng mà nòng của con này là 37 ly các bác nhá. 37 ly, phù hợp cho các bác nào mà sử dụng gia đình cần một chiếc máy chuyên nghiệp mà sử dụng nói chung là cả ngày đấy ạ. Đó, các bác nào mà về cắt nhiều thì cần tìm cho mình một chiếc máy cưa hàng chất lượng một tí xíu thì các bác tham khảo từ con này các bác nhá. Bởi vì hệ ST em nghĩ là cũng khó có thể hãng nào có thể qua được cái hãng này rồi. Đấy, trên thị trường hàng bãi thì có lẽ hãng này rất là nổi tiếng rồi các bác nhá. Con này được tích hợp cho các bác là hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 cực kỳ chắc chắn. Lam của nó là lam 4 tấc các bác nhá. Lam 4 tấc, xích là sạch xích chung 3 à xích chung 91 các bác. Lam là lam bánh xe chưa bị hề có biểu hiện tòe đầu hay là móp méo gì cả. Lam xích nguyên zin của nó các bác nhá, chỉ có vấn đề là hơi bị chóc sơn một tí xíu thôi. Đấy. Đây, quay là tổng thể cây máy này cho các bác nghe xem qua. Một chiếc máy cưa Estin 017. Tình trạng máy móc nguyên zin. Đây, cửa hàng chúng em sẽ tháo phần vỏ nắp này ra để cho các bác nhìn qua tổng thể rõ ràng nhất các bác nhá. Đó. Điện zin này, nòng zin, buji zin. Tất cả linh kiện bộ chế hòa khí nguyên zin luôn các bác nhá. Cửa hàng chúng em nói chung là chưa có bùng chạm gì máy móc luôn. Chỉ có tháo phần áo gió ra để rửa cũng như là để dọn nổ ngon lành thôi cho các bác. Rửa thì sạch sẽ qua nha các bác nhá. Còn tổng thể linh kiện thì đảm bảo cho các bác là bao zin, bao nguyên zin cho các bác từ A tới Z. Đây, buji zin chuẩn NGK của Nhật các bác nhá. Đó. Điện này, Wabro. Bộ chế hòa khí đây các bác. Nhìn qua một cây máy siêu siêu VIP các bác nhá. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên này các bác. Cho các bác nào mà đang cần tìm một chiếc máy cưa công suất cỡ nhỏ để phù hợp sử dụng gia đình, cắt nhiều, nói chung là các bác nào mà muốn nhu cầu cần tìm một chiếc hàng hệ đấy ạ. Thì các bác tham khảo cái con này các bác nhá. Đây, phần mặt tiền của nó đây. Cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá. Bồ viết nguyên zin dập Estin. Đây là mã số của nó các bác nhá. 232963691. Một chiếc máy cửa xích Estin 017 bằng thương hiệu của Đức, cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Ôi, cửa hàng chúng em sẽ test nổ cây này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Một chiếc máy cưa nhỏ nhẹ, công suất thì cả lam xích em nghĩ con này thì nó chỉ khoảng gần 4 kg thôi các bác nhá. Gần 4 kg thôi. Cả lam xích các bác, nhỏ nhẹ cho các bác nào phù hợp đi rừng đi rẫy cần tìm một chiếc máy cưa cỡ nhỏ thì các bác tham khảo tới con này. Và giá hiện tại con này thì cửa hàng bán với giá là 2.900.000, miễn phí ship và tặng kèm đồ nghề. Đồ nghề của bên em gồm một típ mở buji, một chiếc rốt và một tô vít chỉnh các bác nhá. Đó, và cửa hàng chúng em hoàn toàn miễn phí ship. Các bác nào mà ưng ý hoặc là muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để trên màn hình rồi. Hoặc là các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho em. Zalo của cửa hàng chúng em là cũng là số ở để trên màn hình luôn các bác nhé. Đấy, các bác kết bạn qua Zalo cho em cũng như là để tham khảo thêm, hoặc là các bác nào cần tham khảo thêm, cần tìm hiểu thêm thì hãy liên hệ qua cho em. Thôi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác vào video sau.